Quay trở lại với mình, như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tập 1 nhé bạn. Xanh màu xanh xương ấy. Cái gì? Quay là phải quay con màu xanh xanh màu xanh xương ấy, quay đến nét. Đâu mày đang phải quay nào? Con chỉ mấy con này mà. Bác cả con này, bình thường mày hay quay mấy con kia mà. Không. Bây giờ quay mấy con kiểu như này thôi. Nhưng mà chả thấy video nào cũng đầy, toàn không video, thật lấy bên này quay. Em chỉ quay một con thôi, không phải ba con này. Một con. Kiểu lưng nó bị xước nhiều các thứ đấy. Lưng nó bị xước ấy? Ừ, màu xanh. Lưng bị xước nhiều, kính cũng bị vỡ nhiều, con đấy lâu rồi. Làm gì con nào không đây? Không có ở đây, chắc ở trên kia thôi. Chả con nào không đây? Mấy con này không phải. Xước nhiều màu xanh. Ừ. Xem cái con này. Không phải, đấy là nót rồi, đâu. Đây là nót. Thế thì hết rồi, sang bên anh Công xem nào. Có một con nữa mà. Con non nữa thì khả năng trên kia. À đời, mẹ mà lấy luôn cái máy này rồi. Đấy. Đời. Rồi, mẹ à. Mẹ. Rồi, nó khai ra quay. Được rồi, mẹ quay. Chết yêu. Ờ, anh Công đi mua đi nhanh. Được, cấm được mẹ rồi, tao lên cái này. Sáu đi đem lời rồi. Đâu, ta thì tao lên cái đấy là đưa đưa của mạnh cả là. Mắc mắc thì đồng thơm. Lên cái này quay đi. Thứ to đã. Quay nghe đó, phải tao được mẹ quay đọc hai video rồi. Chết này. Sáng qua vừa đổ hết phát hơn 100k. Tối ra chơi. Ui, phát bận 50k. Xong tối không có mùa để ra chơi. Còn đúng 20k. Ui, cày. Công ty vừa sáng nổ vũ tối xong. Vừa mới đổ cú bia. Tôi muốn cho cái mình nghe bằng cái gì. Rồi đi. Xoáy đi chọn là như vậy. Xoáy mẹ. Đói xoáy đi thôi. Ôi kim. Đấy. Kim đi cho này. Đi mẹ que mãi mới được. Ngao. Như vậy giờ cái thùng các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm
thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tổng hợp sản phẩm nha bạn. Như vậy video kết thúc các bạn. Chào mừng